Bây giờ là chi phí tối thiểu để tớ có thể sở hữu được một chiếc Rolls Royce. Hiện tại bây giờ tớ đang còn một chiếc 2024, xe mới 100%, tớ đang bán cửa hàng là 24 tỷ 500. Ồ, thì tớ tưởng là nghe là xe này cứ phải tầm là 50 tỷ chứ. Rồi, hôm nay bạn Duy sang thăm mình. Lần trước sang thăm cho một con Jeep. Jeep, xe đạp. Đã đạp loanh quanh ở đây suốt rồi. Thì hôm nay lại đi một con Rolls Royce Collection sang đây chơi mà cũng có một cái màu rất đẹp. Nhưng xe này thì lại không để bán đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng anh em mình sẽ review con này. Tại vì Duy đang có mấy con ở bên Green Luxury của Duy nữa. Anh em nào muốn mua thì có thể là inbox cho Duy. Thì bạn có thể là nói qua tớ về cái xe này được không? Đây là chiếc Rolls Royce Cullinan Black Base bạn ạ. Là phiên bản đặc biệt. Đấy, chiếc này thì có cái màu xanh rất là đẹp. Mà phiên bản Black Base thì nó có một cái lưới tản nhiệt màu đen. Khác với những phiên bản thường, và nó có một cái bộ mâm lan hoa Black Base. Cụm phanh màu đỏ này. Đẹp quá này. Đấy, rất đẹp. Và công suất, mã lực và km thì nó cũng sẽ là nhỉnh hơn so với bản thường một xíu. Cái xe này thì một bản này mà ở bên bạn đang bán ấy. Bây giờ là chi phí tối thiểu để tớ có thể sở hữu được một chiếc Rolls Royce. Hiện tại bây giờ tớ đang còn một chiếc 2024, xe mới 100%, tớ đang bán cửa hàng là 24 tỷ 500. Ồ, thì tớ tưởng là nghe là xe này cứ phải tầm là 50 tỷ chứ. Sẽ có cả những dòng xe 50 tỷ, Cullinan cũng có 50 tỷ bạn ạ. Đây. Đây là cái xe của bạn ấy đang đi nhá, sang chơi với mình. Wow, nó cao quá. Các bạn thấy không, vẫn là những cái rất là đặc biệt. Trần sao và full carbon. Full carbon. Xe này thì full carbon hết. Nội thất màu này nó giống kiểu màu Hermès nhỉ. Rất đẹp và xịn sò. Rất đẹp và xịn sò. Nhưng nói chung là người mà đi Rolls Royce chắc là mình nghĩ là cũng rất ít khi ngồi đằng trước. Đa phần, thực ra Rolls Royce Cullinan thì là dành cho người lái bạn ạ. Đấy, chứ còn nếu mà ví dụ như bạn đi Phantom hay là bạn đi Ghost thì sẽ là dành cho người ngồi sau. Nói chung là xe này thì mình đã trải nghiệm ở bên chỗ chị Huệ rồi, chỗ Sơn Tùng Auto có mấy con. Nhưng mà con này nó có một cái màu mình rất ấn tượng, mình rất là thích, vì anh em mình chắc mạnh mộc thích mấy cái màu xanh xanh. Đúng rồi. Nói chung ngồi xe này thì chắc là không hết nước chấm rồi. Và rất là nhiều những cái option mà mình không thể kể hết được. Và xe này thì có những cái gì hay thì Duy chia sẻ nhá. Chứ còn mình thì full carbon rồi, trần sao rồi, có một cái hệ thống loa Big Box Audio này. Đây, và một cái đây cái đặc biệt nữa là cái ô này là ô 80 triệu đây. 80 triệu một chiếc ô này đây bạn. Đấy. Có thương hiệu Rolls Royce này. 80 triệu một ô là mình sẽ mua được cái gì? Ba cái ô này chúng ta sẽ mua được một cái xe VF3. Đóng cửa nó bằng cảm ứng đấy. Hai cảm ứng vuốt này nó sẽ tự đóng cửa. Ok. Và có cái đường cốt lai do nghệ nhân của Rolls Royce này. Vẽ bằng tay. Duy nhất có một nghệ nhân này vẽ được bằng tay. Thế mà bạn nhìn vẽ đường vẽ. Tớ đã từng xem cái này rồi mà đấy. Thấy vẽ được bằng tay mới gọi là giỏi. Nghĩa là cái này nó rất là đều này. Đấy, trời, bây giờ chỉ cần khoảng hơn 20 tỷ đã mua được xe Rolls Royce mới rồi đúng không ạ? Hơn... Thế có được khoảng hơn chục triệu thì có con nào? Hơn chục triệu thì sẽ có xe đạp Jeep bạn. Đấy, anh em muốn trải nghiệm Rolls Royce hoặc là muốn bạn mình, kể cả những anh chị em nào làm doanh nghiệp ấy, muốn mang tận Rolls Royce tận nơi cho các bạn trải nghiệm, chắc là alo bạn mình cũng sẽ ok hết. Chắc chắn là sẽ mang tận nơi được. Đấy. Nếu mọi người có nhu cầu mua về Rolls Royce Cullinan thì chắc chắn sẽ mang tận nơi cho mọi người ngắm nhá, nếu có nhu cầu thật sự. Ok, nhân tiện sang đây chơi thì review qua cái. Ok, cảm ơn bạn. Rồi, nha. Cảm ơn bạn nhá.